nhiều thế hệ nghệ sĩ hai miền Nam Bắc hội ngộ trong ngày dỗ tổ nghề. Tại Hà Nội, lễ dỗ tổ ngành sân khấu diễn ra trang trọng và âm cúng ở nhiều địa điểm như Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Nhà hát tuổi trẻ, Nhà hát Tuồng Việt Nam. Đạo diễn Việt Thanh, người nhiều năm liền làm trưởng ban tổ chức lễ dỗ tổ nghề sân khấu tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô cho biết, dâng nén tâm hương, tri ân công đức tổ nghề là để thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn và tôn sư trọng đạo. Cao hơn nữa là để tạo ra một sự đoàn tụ và kết nối giữa các anh chị em nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Năm nay, chúng tôi tổ chức sớm hơn so với mọi năm một ngày vì bị phụ thuộc vào lịch của Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Và cũng để lễ dỗ tổ được diễn ra vào đúng ngày hàng năm, chúng tôi đã chính thức xin đặt lịch với đơn vị này trong vòng 5 năm tới đây. Thực sự rất xúc động khi năm nay, anh chị em nghệ sĩ và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn đã tấp nập về góp dỗ và hội ngộ cùng nhau. Nghệ sĩ ưu tú Lê Chức, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Việt Nam đã nắn nót chuẩn chỉnh từng câu từng chữ cho bài Chúc Văn Tế Tổ. Các nghệ sĩ đang hào hứng với các tiết mục nghệ thuật dân tổ. Năm nào chúng tôi cũng đều tự tay lựa chọn từng thứ hoa quả, vật phẩm và bày biện trang trí có thể không quá hoàn hảo nhưng chắc chắn là cực kỳ thành tâm. Nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên cho biết, dịp dỗ tổ nghề năm nào bà cũng tham gia đầy đủ. Năm nay, bà rất hoan hỉ và xúc động khi được chứng kiến công tác tổ chức hết sức chu đáo, trang nghiêm và thành kính tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Lễ dỗ tổ không chỉ có phần rước linh vị chư vị thánh tổ từ nhà truyền thống của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, về cung mà còn được thưởng thức các tiết mục do nhiều nghệ sĩ thành kính dâng lên tổ nghề. Bà rất mong anh chị em nghệ sĩ lúc nào cũng đoàn kết và chung lòng để có được những ngày hội của những người làm nghề ấm áp như thế. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hùng cũng bày tỏ, vai diễn đầu tiên khi tôi bước chân vào con đường nghệ thuật lúc tôi tròn 16 tuổi, đang là học sinh khoa sân khấu trường nghệ thuật Hà Nội. Hôm nay ngày dỗ tổ nghề sân khấu Việt Nam, biết bao thế hệ nghệ sĩ cả nước đã và đang tiếp tục cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Tôi chỉ là một hạt cát nhỏ nhưng luôn ý thức và trân quý những gì đã làm và sẽ tiếp tục làm việc lao động sáng tạo, ước mơ là người nghệ sĩ để được phục vụ khán giả thân yêu. Sáng nay, ngày mùng 10 tháng 9, Nhà hát Tuổi Trẻ cũng tổ chức lễ dỗ tổ nghề tại sân khấu của nhà hát. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, diễn viên Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Thanh Sơn, Mạnh Dũng đã có mặt khá sớm để dâng lên tổ nghiệp nén hương thành kính. Chia sẻ tại lễ dỗ tổ, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung cho biết, năm nay là năm thứ hai, nhà hát Tuổi Trẻ tổ chức lễ dỗ tổ. So với năm trước, năm nay công tác tổ chức có phần chuyên nghiệp và chu đáo hơn. Đặc biệt, số lượng các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ tham gia lễ dỗ tổ cũng đông đúc hơn. Và sau phần lễ, còn có phần hội là dịp để anh chị em nghệ sĩ ngồi lại với nhau, hàn huyên, tâm sự, trò chuyện về công việc, về cuộc sống. Tối ngày mùng 9 tháng 9 tại Trung tâm Văn hóa quận 5, TP, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương cũng đã tổ chức lễ dỗ tổ sân khấu nhằm tri ân tình cảm và sự đồng hành của các nghệ sĩ đồng nghiệp đối với ông. Đến tham dự lễ dỗ tổ sân khấu có rất đông các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Văn Giỏi, nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng, Tô Kim Hồng, Thanh Điền, Phú Quý, Trọng Phúc, Cẩm Tiên, NS Điền Tử Lang, Hề Sa, Bích Hạnh, Bảo Anh, Thanh Phú, Hồng Tơ, Hòa sĩ Trịnh Thiên Tài, Chí Hải. Trong dịp đặc biệt này, các nghệ sĩ đã ôn lại những năm tháng hoạt động nghệ thuật, những vai diễn và vở diễn gắn liền với tên tuổi của một số nghệ sĩ. Xúc động hơn cả là dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn ước mong có thật nhiều sức khỏe để phục vụ công chúng gần xa cũng như cống hiến được nhiều hơn cho nền nghệ thuật cải lương truyền thống mà cha ông đã truyền lại. Tương tự, tối ngày mùng 9 tháng 9, đông đảo nghệ sĩ đã có mặt tại Nhà văn hóa thanh niên TPSCM để tham dự chương trình kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam. Nhiều thế hệ nghệ sĩ gạo cội như các nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ ưu tú Ca Lê Hồng, Thế Hiển, nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân, Tuyết Thu, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, Đàm Loan, cùng nhiều nghệ sĩ trẻ đã tề tựu trong ngày kỷ niệm ngày truyền thống ngành sân khấu Việt Nam. Trước ban thờ tổ nghiệp, nhiều nghệ sĩ thể hiện lòng thành kính với các bậc tiền nhân, đồng thời dâng lên các bậc tổ nghiệp những lời ca tiếng hát của chính mình. Nhân dịp này, nhiều văn nghệ sĩ gạo cội và thế hệ trẻ đã đón nhận danh hiệu nghệ sĩ vì cộng đồng như một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp cho cộng đồng xã hội và hoạt động miệt mài trong lĩnh vực sân khấu nghệ thuật. Hà Tùng Long, ảnh STL. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.